Thưa quý vị, ngày nay, trong thời đại bùng nổ thông tin, cùng với sự phát triển của nhiều loại phương tiện thông tin đại chúng như là báo chí, phát thanh, truyền hình, internet, thì điện thoại di động đã trở thành công cụ kết nối tiện ích, giúp mọi người dễ dàng liên lạc để trao đổi với nhau ở bất cứ nơi đâu. Với tiện ích như vậy, điện thoại di động đã trở thành vật không thể thiếu đối với rất nhiều người. Thế nhưng, sử dụng như thế nào để không gây phiền phức cho người khác và quan trọng hơn là sử dụng điện thoại có văn hóa? Trong chương trình chia sẻ hôm nay, chuyên gia tư vấn tâm lý tiến sĩ Lý Thị Mai sẽ chia sẻ cùng chúng ta về vấn đề này. Hoàng Nga xin được chào cô Mai ạ. Chào Hoàng Nga và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Văn hóa sử dụng điện thoại là một cái cụm từ, một vấn đề không phải là mới đúng không ạ? Nhất là đối với thời đại hiện nay là thời đại công nghệ số thì chiếc điện thoại có vẻ như là vật bất ly thân của rất là nhiều người. Không phải là chỉ có chúng ta mà tất cả. Thậm chí bây giờ đã có nhiều gia đình đã cho con em mình sử dụng điện thoại từ rất sớm. Và đang có một cái đề nghị là còn cho đem điện thoại vào trường học nữa. Thì chắc là hôm nay chúng ta nói tới cái vấn đề này, chắc chắn là nhiều bậc phụ huynh cũng rất quan tâm đây. Rõ ràng là việc giao tiếp qua điện thoại, bằng điện thoại thì nó đã thông dụng rất là nhiều. Và thậm chí là có những cái cuộc mà trao đổi qua điện thoại thì nhiều hơn là trực tiếp gặp mặt nữa. Vậy thì phải sử dụng điện thoại như thế nào để có là người tiêu dùng thông minh? Thông minh và văn hóa đúng không cô? Thực ra thì rất là nhiều cái hệ lụy mà có lẽ là tất cả quý vị cũng như chúng ta đã thường nhìn thấy. Tức là đã có những gia đình 3 người, 4 người, thậm chí chỉ hai vợ chồng son thôi, nhưng mà khi họ đến sân bay, đến bến xe hoặc vào nhà hàng thì trước đây người ta đến cà phê để nói chuyện với nhau, để chia sẻ với nhau, đến nhà hàng để ăn uống thì có thủ tục ăn uống làm rất là nhanh lẹ. Và sau đó là gì ạ? Là mỗi người một cái điện thoại. Người thì trầm ngâm, người thì suy tư, người thì nói rôm rả vui vẻ và quên mất người bên cạnh. Cái này thì thường thấy lắm. Hoặc là chúng ta thấy là có những gia đình, tôi thấy là 4 người, hai bố mẹ với hai con, thì khi họ đến sân bay trong lúc mà chờ bay á, thì họ ngồi im lặng lắm, trông rất là lịch sự, văn minh. Nhưng mà thực ra thì tôi quan sát là 4 người là 4 thế giới khác nhau. Người thì iPad, người thì laptop, người thì điện thoại. Và như vậy thì sử dụng điện thoại là cái nhỏ gọn nhất, cho nên rất nhiều người sử dụng nó trong nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh. Và thậm chí kể cả cái việc mà Hoàng Nga đề cập tới văn hóa để sử dụng điện thoại mà thì kể cả trong những cuộc họp thì chúng ta vẫn thấy tồn tại là trong lúc họp vẫn có người sử dụng điện thoại. Vì điện thoại tuy là nhỏ nhưng mà có rất là nhiều tiện ích, cho nên là mọi người cũng rất là dễ để có thể sa vào cái việc mà mình có thể mình bám suốt với cái điện thoại đúng không ạ? Trước khi tiếp tục chương trình thì mời cô Mai cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện hơn 75% dân số Việt Nam sử dụng điện thoại di động. Điện thoại ngày nay, ngoài chức năng liên lạc, còn có thể đưa ra các dịch vụ giải đáp, hỗ trợ hữu ích cho người sử dụng như định vị GPS, truy cập Internet, tương tác qua âm thanh, hình ảnh. Những lợi ích mà điện thoại mang lại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích thiết thực, điện thoại di động đôi khi cũng mang lại những phiền toái nếu người sử dụng không có những nguyên tắc nhất định. Không ít người sử dụng điện thoại lại gây nhiều phiền hà cho người khác, như gọi điện thoại bất kể giờ giấc, để nhạc chuông to, nói chuyện lớn tiếng. Hay một hiện tượng phổ biến hiện nay, nhất là ở những đô thị lớn, nhiều người dường như bị phụ thuộc vào chiếc điện thoại. Họ sử dụng điện thoại ở mọi nơi, mọi lúc. Trong hội nghị, cuộc họp, trên bàn gặp gỡ, trong quán ăn, trong cả lúc xem TV. Hay trong các cuộc gặp gỡ, mọi người quây quần bên bàn cà phê, nhưng ai cũng ở thế giới của riêng mình. Điều này khiến những người không bị hút vào những chiếc điện thoại cảm thấy bối rối. Không thể phủ nhận, điện thoại di động là một công cụ sử dụng của cá nhân rất tiện ích. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng phụ thuộc rất nhiều vào mục đích mang tính văn hóa của người sử dụng. Thưa cô Mai ạ, thế thì chúng ta phải hiểu và sử dụng như thế nào, sử dụng điện thoại như thế nào để đúng mục đích và có văn hóa ạ? Trước hết thì tôi nói rằng bây giờ hầu hết là ai cũng sử dụng điện thoại. Cho nên điện thoại nó là một cái vật rất là thông thường, phổ biến. Nó nhiều tiện ích lắm.
tôi không thể kể ra hết những tiện ích nó mang lại cho cuộc đời của mình. Ví dụ như ngày xưa đó, khi mà người thân xa cách nhau, hoặc là đối tác làm việc, hoặc là bạn bè, có thể rất là khó khăn mới gặp được nhau. Vì tôi nhớ cái thời kỳ mà mới có điện thoại bàn thôi thì nó rất là khó, rồi sau đó ai có cái máy nhắn tin nó là đã là rất là quan trọng rồi, tức là nhắn qua nhắn lại một chút đã quan trọng lắm. Rồi đến khi có điện thoại, rồi như bây giờ là điện thoại thông minh, thì bao nhiêu cái thế hệ điện thoại nó ra đời rồi, thì tôi thấy điện thoại đúng như Hoàng Nga nói là một cái vật bất ly thân. Thậm chí đã có một số phụ huynh họ cũng đề nghị với nhà trường là họ cũng cho con họ được mang điện thoại đi để họ kiểm soát, để họ coi con họ như thế nào, vân vân. Nhưng mà trong thực tế thì bên cạnh những cái tiện ích đó, ví dụ như là người ở bên kia nửa trái đất, người bên này nửa trái đất, có thể tích tắc là có thể nhìn thấy nhau, có thể trò chuyện với nhau rất là gần gũi, và đối tác làm ăn với nhau hầu hết bây giờ họ xử lý từ xa, nhất là trong cái giai đoạn mùa dịch này, thì chúng ta thấy công nghệ nó phục vụ con người ghê gớm lắm. Cho nên mình không thể nào nói rằng là điện thoại nó không hữu ích, mà chúng tôi nói rằng điện thoại vô cùng hữu ích. Và thiếu nó một ngày thôi mà bạn có thể là bạn điện thoại của chúng ta nó có vấn đề, không có cái gì để sử dụng, không có gì thay thế. Không biết Hoàng Nga đã rơi vào trường hợp này chưa? Dạ có Như vậy là nó sẽ rất là bị nhiều người, bị nhiều động. nơi gọi tới nói là tại sao Dạ vậy, vân vân và vân vân. Tức là nó có rất là nhiều thứ để cho mình thấy rằng cái điện thoại nó không thể tách rời được khỏi mình. Tuy nhiên sử dụng điện thoại như thế nào thì chúng ta thấy rằng là trước hết chúng ta phải tập cho trẻ em. Đây là cái quan trọng nhất, bởi vì ngay cả trẻ em cũng phải sử dụng văn hóa điện thoại. Bởi vì sao? Nếu không sử dụng một cách có văn hóa thì chúng ta sẽ làm phiền người khác. Ví dụ như khi tập cho các cháu đó là có điện thoại, trong trường hợp mà cháu nghe điện thoại cần trao đổi với bạn bè thì con cứ việc trao đổi, nhưng hãy nói nhỏ lại. Dạ. Vì chỉ cần con và bạn con nghe là đủ. Rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta được sử dụng điện thoại trong gia đình đến cái mức độ cái giờ giấc nào thì thôi. Hay là ví dụ như là trong cái văn hóa gia đình thì tới giờ cơm thì chúng ta không nghe điện thoại và không mang điện thoại vào phòng ngủ, vì điện thoại chỉ dùng để sinh hoạt thôi. Thì những cái này chúng ta cần phải có những cái quy định, cái thỏa ước với nhau, tức là từ nhỏ cho tới người lớn. Và nếu chúng ta không làm gương thì chúng ta lại rơi vào cái cảnh là trên bàn ăn đó thì dọn cơm ra, nhưng mà hai ba thành viên thì mỗi người vừa ăn vừa coi điện thoại vừa coi đủ thứ, đôi khi trong chỗ vô tình, mà đôi khi chúng ta quên mất là chúng ta đang ở đâu, ở vị trí nào, ở thời điểm nào để nghe điện thoại, để chúng ta điều chỉnh cái âm thanh, cái giọng nói của mình cho nó vừa đủ, thì chúng ta hay bị quên cái này. Cái này chúng ta phải nhắc nhau. Cho nên nếu như chúng ta nói to quá làm ảnh hưởng tới người khác thì rõ ràng như vậy nó sẽ có những cái phiền toái, mặc dù người ta không nói ra nhưng mình nhìn thái độ cử chỉ người ta có thể rất là phiền. Và một cái nữa là cái chuông điện thoại. Chuông điện thoại thì bây giờ chúng ta vào họp, một cái phòng họp khoảng 20 người mà tất cả chúng ta đều để điện thoại bình thường, thì nhớ rằng là tất cả chúng ta đều bận rộn, ai cũng bận rộn cả. Cho nên nếu mà điện thoại cứ một tí cái người này gọi, người kia kêu, điện thoại cứ reo đều như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tra tấn bởi âm thanh. Và đó cũng là vô tình chúng ta đã làm cái sử dụng điện thoại nó thiếu đi cái văn minh. Cho nên hầu hết các cái buổi họp mà người ta lưu ý đó thì thường và trước cái cuộc họp người ta hay đề nghị là để chế độ rung, để bởi vì không phải cấm mình sử dụng điện thoại, nhưng mà khi mình có điều gì cần kíp thì mình xin phép mình đi ra ngoài mình nghe. Như vậy rõ ràng là nó sẽ không làm phiền, không ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc họp, và đồng thời chúng ta vẫn có thể duy trì được cái mối quan hệ của mình. Dạ vâng. À, rõ ràng là cái thời đại công nghệ số như hiện nay sử dụng điện thoại nhiều như vậy thì nó cũng sinh ra những cái quy tắc ứng xử, cái quy tắc sử Dạ dụng điện vâng. thoại. Và nghe còn biết là có những cái chuyện như là gọi điện thoại bất kể giờ giấc, có thể là cái giờ đó là đã là cái giờ giới nghiêm cho gia đình rồi chẳng hạn, Yeah. mà khuya cũng gọi, rồi trưa cũng gọi, giờ nghỉ ngơi của mọi người cũng gọi. Hoàng Nga nói đúng, thường thường ngay bản thân tôi cũng có những cái lúc mình gọi sau 9 giờ hoặc là 12 rưỡi, thì cái câu đầu tiên bao giờ tôi cũng xin lỗi đã gọi vào giờ này, bởi vì chắc chắn phải có việc rất cần chúng ta mới trao đổi vào những cái chuyện như vậy và cái thời khắc như vậy. Cho nên cái câu mở đầu của cái việc mà chúng ta gọi điện thoại nó không đúng thời điểm là chúng ta phải xin lỗi trước. Hoặc là thông thường khi mà chúng ta muốn nói chuyện dài hơn một chút trong điện thoại đó, thì chúng ta sẽ hỏi họ là cái người đầu dây bên kia là tôi có thể nói chuyện với anh trong 10 phút hoặc 5 phút hoặc là 15 phút được không ạ? Tức là mình thử hỏi người ta xem coi người ta có sẵn sàng tiếp nhận điện thoại của mình không.
Bởi vì đôi khi người ta thấy điện thoại của mình, ta lịch sự, ta nhấc lên, nhưng mà bên cạnh họ người ta đang làm việc, người ta đang cần tiếp đối tác hoặc là khách hàng hoặc cái gì đó. Cho nên á, chúng ta phải hỏi một cái câu đó để cho cái người nghe điện thoại người ta cũng yên tâm. Hoặc là người ta sẽ có một cái lời hẹn. Ngoài cái việc mà cài đặt người ta không nghe, người ta không trả lời rồi, thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ trả lời mình rằng là xin phép là lát nữa tôi sẽ được gọi lại cho bạn, hoặc cho anh, cho chị, cho ông, cho bà. Người ta sẽ trả lời ngay như vậy. Chứ đôi khi mình cứ nghĩ mình cầm cái điện thoại lên mà mình có thể vô tư quá thì đôi lúc làm phiền người khác mà mình không biết. Thưa cô Mai, rõ ràng là chuyện sử dụng điện thoại cũng như là điện thoại di động nói riêng là điều không thể thiếu trong xã hội ngày nay rồi. Thế thì cô có lời khuyên nào dành cho tất cả mọi người để chúng ta như thế nào đó sử dụng điện thoại đúng nơi, đúng lúc, đúng mục đích, và quan trọng nhất là sử dụng điện thoại một cách có văn hóa ? Từ khi chúng ta nhận thức được điều này thì chúng ta sẽ sử dụng điện thoại một cách đúng đắn, và đồng thời như tôi nói là trong nhà có trẻ con cho nên là chúng ta phải tập cho trẻ ngay từ nhỏ. Tôi thấy có nhiều bố mẹ đôi lúc là vì bận mà cho nên là đưa cho con cái điện thoại rồi thả hồi cho con chơi rồi nghịch rồi chụp hình chụp ảnh, nghĩa là cháu muốn sử dụng cái gì cũng được để miễn làm sao mình có thời gian mình làm việc. Thì như vậy đó, vô tình là chúng ta đã cho trẻ chơi sử dụng nó không đúng lúc đúng nơi. Một cái điểm nữa tôi cũng xin nói ngay rằng là chúng ta lưu ý trong cái xưng hô khi sử dụng điện thoại, tại vì đôi khi đó là người ta không muốn nghe cái nội dung của mình đâu, nhưng mà đôi lúc mình vô tình mình xưng hô nó không có được gọi là nó phù hợp thì cái người nghe người ta cũng rất là khó chịu, người ta không muốn nghe cái nội dung của mình, mà nhất là lại được nghe những cái nội dung mà nó không có phù hợp với cái văn hóa của họ, cho nên là họ rất là phiền mà họ không nói. Rồi nữa đó là chúng ta nhắc nhau là gì ạ, là cái giờ giấc, phải không ạ? Rồi một cái điều nữa là chúng ta cũng phải tôn trọng nhau, sử dụng văn hóa điện thoại trong gia đình cũng vậy, và lấy sử dụng điện thoại mà không xin phép. Kể cả mình cho con mình sử dụng điện thoại, mình cũng phải hỏi con, chứ không được tự nhiên mà mình lấy điện thoại mà mình sử dụng. Cho nên cái văn hóa điện thoại nó có những cái chi tiết rất nhỏ, chúng ta hãy lưu ý cái điều đó. Tập cho các con muốn mượn bố mẹ điện thoại khi chưa tới tuổi, hoặc khi các con đã sử dụng được điện thoại riêng thì mình có mượn điện thoại của con mình sử dụng thì mình cũng phải xin phép. Và mình mượn mình sử dụng rồi, khác với cái chuyện là mình lấy điện thoại của chồng hoặc của vợ để mình tìm những cái thông tin mà mình quan tâm. Chính những cái điều đó sẽ làm cho cái người bạn đời của mình người ta cũng rất là khó chịu. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Mai. Thưa quý vị, điện thoại di động là phương tiện phổ thông hữu ích và tiện dụng của mọi người trong thời đại ngày nay. Sử dụng và giao tiếp thông qua điện thoại như thế nào để có văn hóa và không gây phiền hà, khó chịu là điều mà không ít người cần phải học hỏi, hoàn thiện mình. Bởi vì ứng xử văn minh với điện thoại là cách chúng ta dùng điện thoại như một công cụ để hỗ trợ tiện ích trong cuộc sống, chứ không phải là để chiếc điện thoại điều khiển cuộc sống của mình. Bây giờ thì Hoàng Nga xin mời cô Mai cùng đến với phần tư vấn tâm lý qua những lá thư của quý vị khán giả. Chương trình xin chuyển đến cô Mai thư của khán giả tên là Linh Thùy ở thành phố Cần Thơ. Thư viết như sau: chào chương trình, tôi và chồng ly hôn khi con của chúng tôi được 3 tuổi do hai chúng tôi bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Tuy nhiên, đỉnh điểm dẫn đến ly hôn là do hai bên thông gia mâu thuẫn. Cha tôi đã xúc phạm đến gia đình anh nên chồng tôi đã đơn phương ly hôn. Thời gian qua tôi và anh vẫn liên lạc nói chuyện, anh làm tròn trách nhiệm của một người cha. Hiện tại tôi và anh đều chưa có người khác. Trong 3 năm ly hôn, có đôi lần chúng tôi đưa con đi chơi qua đêm và gần gũi nhau. Khi tôi hỏi anh về việc quay trở lại, anh nói là xem tôi như người thân, là người để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, còn quay lại là quá khó. Thế nhưng khi tôi có người theo đuổi thì anh lại có thái độ không thích và nói bóng gió xa gần. Hiện tại anh vẫn làm tròn trách nhiệm người cha và cũng rất tốt với tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi tâm sự với tôi là anh cảm thấy rất cô đơn. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại không có ý định quay lại với mẹ con tôi. Tôi thực sự vẫn còn rất yêu anh. Trong hoàn cảnh này tôi phải làm gì? Mong nhận được lời khuyên từ chương trình và cô Mai. Xin cảm ơn chương trình. Vấn đề quan trọng ở đây là 3 năm rồi các bạn lại không có một cái ứng xử cho nó phù hợp của hai vợ chồng đã ly hôn. Tại sao tôi nói điều này? Bởi vì chúng ta có thể không còn là vợ chồng nhưng vẫn còn là cha mẹ để chúng ta có thể chăm sóc con một cách tốt nhất. Trong cái hoàn cảnh
mà chúng ta không còn là vợ chồng, mà có thể xem nhau như bạn bè, như là người thân, tức là cái cách hai người nói với nhau. Nhưng nếu như các bạn ấy còn có quan hệ qua lại với nhau theo cái cách vợ chồng mà không phải là vợ chồng, chính cái điều này nó gây ra cái điều làm khó cho em. Bởi vì nếu bình thường em là một người phụ nữ độc thân, em được quyền đi bước nữa, em được quyền tìm hiểu và em được quyền chọn lựa người nào mà phù hợp để mình có thể bước tới. Nhưng ở đây đó là em ly hôn rồi, nhưng em lại vẫn còn, người ta gọi là còn gian díu. Cho nên về mặt quan hệ, khi mà hỏi là có tái hôn không, có quay lại không, chồng em không đồng ý. Thì cái đó là quyền của chồng em, chúng ta không ép được. Nhưng mà đặc biệt em lại cảm ơn là khi có người theo đuổi em thì chồng em tỏ ra khó chịu. Và đây là tình cảm gì? Đây là một cái việc là sau ly hôn rồi nhưng vẫn muốn mình là người sở hữu, mình vẫn là người chiếm hữu. Vậy thì bao giờ em có thể tìm được một cái hạnh phúc bình an? Bởi vì em còn yêu chồng nhưng mà em đã tìm hiểu người khác. Khi trái tim mình nó chưa bình an thì làm sao mình có thể đón nhận người khác? Đó là về phía cá nhân em. Còn về phía chồng em thì như vậy, khả năng anh ấy có thể lập gia đình bất cứ lúc nào nếu như người chồng tìm được người phù hợp. Nhưng bây giờ chưa có thì vẫn cứ qua lại với vợ cũ nhưng mà không bao giờ quay lại. Thế thì em phải tỉnh táo để xác định được đây là mối quan hệ gì sau hôn nhân. Cho nên rất nhiều các bạn khi mà đã ly hôn mà chưa tái hôn 2 năm, 3 năm rồi cứ qua lại với nhau như vậy, và đến một lúc nào đó đã có con với nhau nhưng mà rất là trớ trêu là cái đứa con này sinh ra thì lại là con ngoài gia thú, là tại vì không có đăng ký kết hôn. Cho nên nó có nhiều cái hệ lụy mà do cái ứng xử không phù hợp sau ly hôn. Cho nên chúng ta, người ta gọi là dở khóc dở cười. Em chưa đến trường hợp như vậy, nhưng rõ ràng ở đây có hai vấn đề em cần lưu ý. Đó là phải rõ ràng trong ứng xử sau ly hôn là bạn là người tình hay là người chồng cũ, là cha của con mình. Em phải xác định được điều này. Thứ hai là nếu trái tim chúng ta chưa ngủ yên, chưa bình yên với vết thương cũ thì xin chớ vội tìm hiểu người khác để rồi mình lại làm tổn thương người ta. Và như vậy chúng ta lại có một cái sự dở dang đang chờ đón phía trước. Bởi vì khi tôi đến với anh, tôi lấy anh, nhưng tôi chưa chắc là tôi đã toàn tâm toàn ý với anh, và thậm chí tôi sẵn sàng so sánh anh với cái người bạn đời cũ của tôi. Thì như vậy cái dấu hiệu bất an của cuộc hôn nhân, nếu như chúng ta đi bước nữa, nó sẽ hình thành ngay trong hiện tại. Phân tích như vậy để mong em sớm có hạnh phúc, nhưng phải tỉnh táo và sáng suốt, hiểu đúng vấn đề để chúng ta không phải vừa là nạn nhân mà vừa là thủ phạm của chính mình. Chào em. Hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi của cô Mai thì bạn sẽ tỉnh táo, sẽ dứt khoát và sẽ kiếm tìm cho mình được hạnh phúc thực sự. Xin chào bạn. Tiếp theo xin gửi đến cô Mai thư của khán giả ở địa chỉ là đạt708a@gmail.com gửi về chương trình với nội dung như sau. Chào chương trình, chào cô Mai. Tôi 28 tuổi, độc thân, chưa có người yêu. Công việc hiện tại của tôi là nhân viên bán hàng. Tính tôi thì rất thật thà, không thích và không bao giờ muốn gây chuyện hay là va chạm với ai. Là đàn ông nhưng tính tôi rất là nhút nhát. Nhiều khi có chuyện bất bình xảy ra, tôi chứng kiến nhưng không dám lên tiếng vì sợ mình nói sai, làm người khác phật lòng. Tôi có ngoại hình cao ráo, đẹp trai nhưng lại mắc chứng rụng tóc, không rõ nguyên nhân. Điều này càng khiến tôi nhút nhát, thu mình lại, không dám hoặc là ít có cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Tôi duy trì tập thể dục hàng ngày để giữ thân hình chắc khỏe, nhưng vẫn không bù lại được cảm giác thiếu tự tin vì hói đầu. Tôi luôn cảm giác thiếu tự tin khi gặp gỡ một cô gái nào đó. Tôi hay sống thu mình nên tôi ít có bạn bè, nhiều khi tôi thấy cô đơn. Cuộc sống của tôi ngoài công việc ra thì rất là tẻ nhạt, nhiều lúc tôi đâm ra chán ghét bản thân mình. Thực sự là tôi muốn thay đổi và thoát ra khỏi tình cảnh này, nhưng không biết làm thế nào để thay đổi. Rất mong nhận được những lời tư vấn từ cô Mai. Em trai thân mến, thực ra thì phải cảm ơn bạn đã gửi thư về cho chương trình và rất là tin cậy chương trình để mà chia sẻ một cách rất thật lòng. Nhưng mà cô Mai cũng không dám hứa với bạn rằng trong một tích tắc, khoảng một thời gian ngắn mà cô Mai có thể giúp được, giải quyết được tất cả mọi vấn đề mà em nêu ra. Nhưng chỉ có mấy điều mà cô tóm tắt về cái việc mà mình hiền lành, nhút nhát, nó không phải là cái tội. Nhiều khi đó, có những cô gái người ta lại nhìn thấy những cái mà em gọi là khuyết điểm, mà ta lại thầm yêu, cảm mến mình, cũng không biết chừng.
Chỉ có cái điều là nếu như mình thấy trong cuộc sống mà sẽ có những điều hay và những điều chưa hay, thì mình cứ tập mạnh dạn để mình nêu cái ý kiến của mình. Có nêu ý kiến lần này lần khác thì mình mới biết là mình nói đúng hay nói chưa đúng, để mình rút kinh nghiệm. Nếu mình không làm sao mình biết mình sai hay đúng. Cho nên em thử tập cái cách này xem sao. Về cái việc mà em nói ngoại hình thì cô Mai thấy rằng hình như là em là người rất là biết cách chăm sóc sức khỏe cho mình. Đó là một điều tốt, ít thấy ở nam giới. Bởi vì các bạn trai thì lười lười chăm sóc sức khỏe lắm. Thậm chí là nếu mà chưa có gia đình thì mẹ phải nhắc này, mà khi có gia đình rồi thì vợ phải nhắc này. Thế nhưng mà em thì rất là tự giác về vấn đề này. Thì có hai vấn đề mà cô thấy rằng là cái việc thể lực của em thì chắc là không có vấn đề gì bàn. Chiều cao cũng giống như cân nặng chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà cái điều mà em đang băn khoăn và có vẻ mất tự tin là mình mới 28 tuổi à, mà sao cái đầu mình hói. Thì bây giờ nó có hai cách. Một là cô thấy cái phong trào bây giờ có rất là nhiều bạn trai đó họ cạo tóc. Dạ, đúng rồi. Dạ. Và họ cho rằng đó là một cái phong cách mà họ rất là thích. Và tôi thấy có rất nhiều người nổi tiếng cũng như vậy. Em thể tham khảo thêm ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là hiện tại thì cái gọi là cái dịch vụ mà làm đẹp cho phụ nữ á, trong đó có cái việc mà sử dụng tóc giả, thì em có thể đến salon tóc nam đó. Với cái điều kiện hiện nay họ có thể có những cái phụ trợ em để trông rất là tự nhiên mà không ai biết là mình hói đầu. Thế thì hai cái ý mà tôi gợi như vậy để hy vọng rằng là em sẽ tìm cho mình được cái giải pháp phù hợp. Nhưng đặc biệt xin nhắc em một điều là chúng ta chưa có gia đình, mà nếu chúng ta cứ ít có cái cuộc giao tiếp thì chúng ta trước hết là chúng ta không có tự tin. Cái thứ hai, không ai biết đến mình để mình có thể tạo cái mối quan hệ với các bạn gái. Cho nên rằng là chúng ta hãy thay đổi. Hy vọng là những thử thách hiện tại của bạn sẽ sớm biến thành cơ hội để bạn khẳng định giá trị riêng của mình bạn nhé. Chúc bạn có đủ kiên nhẫn và lòng tin dành cho bản thân. Xin chào bạn. Thưa quý vị, phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ kỳ này. Để chương trình ngày một có ý nghĩa thiết thực hơn, mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Chương trình chia sẻ được phát sóng vào lúc 9:30 Chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Kính mời quý vị đón theo dõi. Mọi thư từ xin được gửi về địa chỉ chương trình chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hộp thư thoại số 02543717733 hoặc địa chỉ email chuyên đề brt2016a@gmail.com. Một lần nữa Hoàng Nga xin được cảm ơn cô Mai đã cộng tác với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.